Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cặp loa mic kèn của hãng Yamaha các bạn nhé. Có nguyên model là ZA4201. Đây các bạn, rất là đẹp. Họng kèn là hướng tâm các bạn nhé. Đây là gọi là họng kèn mỏ vịt là nó đấy. Họng kèn này thì có chiều ngang là hơn 40 các bạn nhé, 42. Và chiều cao thì được hãng thiết kế là 12 phân các bạn nhé. Và chiều sâu là 36 phân cả củ tới tận cái đường tròn này các bạn nhé. Đó, họng kèn rất là đẹp. Họng kèn này thì có cái trở kháng là 8 ohm và giải tần thì từ 8 lên đến 20.000 Hz các bạn nhé. Hôm nay mình đang ghép với lại cặp phân tần. Đây là một cặp phân tần highway các bạn ạ, dành cho bass 40 và dùng biến áp các bạn nhé. Và giải tần thì giải mic cắt ở 800 nhé. Trước là cắt ở 1.000 và mình đã hạ thấp xuống cả giải bass và cả giải mic các bạn nhé. Giờ cắt ở 800. Đó. Bộ phân tần này thì giải bass có thể có hai lựa chọn các bạn nhé. Một tiếng thì là sâu hơn và tiếng thì mạnh hơn đây. Đó. Đây là một bộ phân tần do một audio file Nhật Bản kit các bạn nhé. Và về đây thì giải tần, giải mic hơi cao 1.000 mình chỉ có hạ xuống thôi. Hạ giải mic xuống 800 các bạn nhé. Và giải bass mình cũng hạ xuống luôn, hạ theo luôn. Đó. Để cho hai giải nó không chồng nhau nhé các bạn nhé. Và bộ phân tần này trước thì mình cũng đã có clip báo rồi, 3.3 triệu nhé. Nay mình đã thêm mỗi một giải mình đã thêm 2 con tụ nữa, nhưng mà mình vẫn để giá là 2.300.000. Còn cặp mic kèn của Yamaha kia mình xin giao lưu với giá là 7 triệu các bạn nhé. Còn kia là một chiếc bass kia mình để mình ghép vào giải trầm tí các bạn cũng nghe. Cặp bass của Onkyo các bạn nhé. Cặp bass này hôm trước mình đã có clip báo rồi, giá là 2.600.000 các bạn nhé. Và bây giờ mình test để cho các bạn cùng xem chức năng của phân tần và hoạt động của từng chiếc loa một các bạn nhé. Bây giờ mình tắt hết đi này. Rồi bây giờ mình tắt hết rồi các bạn nhé. Và bây giờ mình mở chiếc bên phải lên này. Đó, mình giết một xíu nhé các bạn nhé. Đó, chiếc bên phải. Rồi bây giờ mình tắt chiếc bên phải đi nhé các bạn nhé. Rồi mình mở chiếc bên trái nhé. Đấy, mình giữ nhất một xíu nhé. Rồi bây giờ mình tắt chiếc bên phải đi, tắt chiếc bên trái đi. Rồi bây giờ mình sẽ test cái giải bass này các bạn cùng nghe nhé. Giải bass này. Đây là một bộ phân tần dành cho bass 40 các bạn nhé. Đây dùng biến áp này, bass rất là sâu các bạn nhé. Đây có hai lựa chọn, mình cứ bật lên các bạn cùng nghe kỹ nhé. Đó. Khi mình bật lên thì tiếng bass có vẻ là mạnh hơn. Và khi mình bật xuống này các bạn nghe nhá, bật xuống này. Bật xuống thì tiếng bass nghe trầm hơn nữa nhá, sâu hơn nhá. Tiếng trùn xuống một xíu các bạn nhá. Mình ở ngoài nghe rất rõ, không biết qua điện thoại các bạn nghe rõ không. Và bây giờ mình sẽ tắt đi để mình test hai chiếc mic này cho các bạn nghe nhé. Mình chỉ mở một xíu nhé. Bây giờ mình test bài Hỏi Anh Hỏi Em như thường lệ, các bạn cũng nghe nhé. Nghe cặp mic thể hiện. Mình chỉ mở mic thôi, không mở một tiếng bass này nhé. Bass là mình cắt đi nhé. Mình mở có khoảng 7 giờ nhé.
Và bây giờ mình lắp xuống bát và mình test cho các bạn nghe nhé, nghe cả bạn hai hai giải bát thể hiện nhé. Rồi mình sẽ mở lại từ đầu các bạn nhé, và từ đầu các bạn nghe, các bạn cùng nghe luôn cả chiếc hai cả giải bát giải mic cùng thể hiện nhé. Tiếng nghe rất là hay các bạn. Em hỏi anh sao tình thương hay mang nhiều buồn sầu, đôi ngả chia lìa nhau khi mình đang say đắm thương yêu. Một ngày bên nhau cho ngày sau cách chờ, đường vào tình yêu nỗi vui tan trong niềm nhớ. Bạn nào có nhu cầu xin hãy liên hệ mình nhé, Hải Hà Audio, số điện thoại và Zalo là 0967 165 168, ở Biên Hòa, Đồng Nai và ship toàn quốc nhé các bạn nhé. Video mình xin kết thúc ở đây, xin thân ái chào các bạn.